chào tất cả các em. Rất vui được gặp lại các em trong chương trình ôn tập trên truyền hình do Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam phối hợp cùng Sở Giáo dục Đào tạo Quảng Nam tổ chức thực hiện. Hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các em tiếp tục ôn tập nội dung chủ đề di truyền và biến dị ở cấp độ phân tử. Trong tiết ôn tập trước, các em đã được ôn tập về cơ chế di truyền. Tiết hôm nay, cô sẽ ôn tập nội dung tiếp theo, đó là điều hòa hoạt động gen và đột biến gen. Chúng ta đi vào nội dung ôn tập thứ nhất, điều hòa hoạt động gen. Trong tế bào của mỗi cơ thể, ví dụ tế bào người, có khoảng 25.000 gen khác nhau. Song tại một thời điểm nhất định nào đó, để phù hợp với sự phát triển của cá thể cũng như sự thích ứng của cơ thể với môi trường, thì chỉ có một số ít gen trong đó hoạt động, còn phần lớn các gen ở trạng thái không hoạt động hoặc hoạt động rất yếu. Như vậy thì làm như thế nào gen có thể hoạt động được hoặc không hoạt động? Đó là nhờ cơ chế điều hòa. Vậy điều hòa hoạt động của gen là gì? Điều hòa hoạt động của gen chính là điều hòa lượng sản phẩm do gen tạo ra, để giúp tế bào có thể tổng hợp được protein cần thiết vào những lúc cần thiết. Ở sinh vật nhân thực, điều hòa hoạt động gen xảy ra ở nhiều cấp độ khác nhau, ví dụ ở cấp độ phiên mã, cấp độ dịch mã, thậm chí cấp độ sau dịch mã. Nhưng ở sinh vật nhân sơ, điều hòa hoạt động gen xảy ra chủ yếu ở mức phiên mã. Jacob và Mono đã phát hiện ra cơ chế điều hòa hoạt động gen qua operon ở vi khuẩn đường ruột E. coli và đã nhận được giải thưởng Nobel về công trình này vào năm 1965. Trên phân tử ADN, các gen cấu trúc có liên quan về chức năng chịu chung một cơ chế điều hòa, người ta gọi đó là operon. Và theo Jacob và Mono, operon gồm có các thành phần cơ bản sau. Thứ nhất là nhóm gen cấu trúc ZEA. Các gen này quy định tổng hợp các enzyme tham gia vào các phản ứng phân giải đường lactose có trong môi trường để cung cấp năng lượng cho tế bào. Thành phần thứ hai là vùng vận hành operator. Đây là nơi có trình tự nu đặc biệt mà tại đó protein ức chế có thể liên kết để ngăn cản sự phiên mã. Thành phần thứ ba là vùng khởi động promoter, nơi mà ARN polymerase bám vào và khởi đầu phiên mã. Một gen không nằm trong operon, nhưng lại có vai trò vô cùng quan trọng trong cơ chế điều hòa hoạt động của operon, đó chính là gen điều hòa. Gen điều hòa khi hoạt động sẽ tổng hợp ra protein ức chế, và protein ức chế này có thể liên kết với vùng vận hành O để ngăn cản sự phiên mã. Vậy operon hoạt động như thế nào? Chúng ta cùng xem xét cơ chế điều hòa hoạt động của operon lắc ở vi khuẩn đường ruột E. coli. Khi môi trường không có đường lactose, gen điều hòa R tiến hành phiên mã và dịch mã để tổng hợp ra protein ức chế. Các phân tử protein ức chế này sẽ liên kết với vùng vận hành O. Do đó mà enzyme ARN polymerase không thể bám vào vùng khởi động để tiến hành phiên mã nhóm gen cấu trúc ZEA, mà enzyme thủy phân đường lactose sẽ không được tạo ra. Khi môi trường có đường lactose thì gen điều hòa R cũng tổng hợp protein ức chế, nhưng chính các phân tử đường lactose đã cảm ứng làm biến đổi cấu hình không gian của protein ức chế, làm cho protein ức chế này bị bắt hoạt, nên protein ức chế đã không liên kết được vào vùng vận hành O. Do vậy, enzyme ARN polymerase có thể bám vào vùng B và tiến hành khởi động phiên mã ZEA, tạo ra được phân tử ARN thông tin, mang thông tin của cả 3 gen ZEA. Và quá trình dịch mã xảy ra đã tạo ra 3 loại protein khác nhau, đó là protein lắc Z, protein lắc Y và protein lắc A. 3 loại protein này sẽ tham gia cấu tạo nên enzyme thủy phân đường lactose. Khi những phân tử đường lactose bị phân giải hết, thì lúc đó các phân tử protein ức chế mới được tạo ra này nó sẽ tiếp tục gắn vào vùng O và ngăn cản sự phiên mã của ZEA. Các em có thể dễ dàng nhận thấy rằng gen điều hòa R nó sẽ hoạt động tổng hợp protein ức chế ngay cả trong môi trường không có lactose cũng như trong môi trường có lactose. Còn hoạt động của protein ức chế có thể liên kết được vào vùng O nếu môi trường không có lactose. Còn khi môi trường có đường lactose thì protein ức chế sẽ không liên kết được vào vùng O. Enzyme ARN polymerase sẽ tiến hành phiên mã,
để tạo ra enzyme thủy phân đường lactose khi môi trường có đường lactose, và nó sẽ không phiên mã để tổng hợp ra enzyme thủy phân đường lactose khi môi trường không có đường lactose. Bây giờ chúng ta sẽ làm một số câu hỏi trong các kỳ thi trung học phổ thông quốc gia của các năm trước. Câu hỏi thứ nhất. Trong mô hình cấu trúc Oberon-Lock ở vi khuẩn E. coli, vùng khởi động A. mang thông tin quy định cấu trúc enzyme ADN polymerase, B. là nơi protein ức chế có thể liên kết để ngăn cản sự phiên mã, C. là nơi ARN polymerase bám vào và khởi đầu phiên mã, D. mang thông tin quy định cấu trúc protein ức chế. Các em xem lại mô hình cấu trúc của Oberon-Lock thì các em có thể thấy rằng vùng khởi động chính là vùng promoter, và vùng này là nơi mà enzyme ARN polymerase bám vào và khởi đầu phiên mã. Như vậy đáp án trong câu hỏi số 1 chúng ta phải chọn đó chính là đáp án C. Câu hỏi số 2. Nội dung nào sau đây đúng? Khi nói về vai trò của gen điều hòa trong cơ chế điều hòa hoạt động gen ở sinh vật nhân sơ. A. Nơi tiếp xúc với enzyme ARN polymerase. B. Mang thông tin quy định protein ức chế. C. Mang thông tin quy định enzyme ARN polymerase. D. Nơi liên kết với protein ức chế. Các em xem lại mô hình của Oberon cũng như vai trò của gen điều hòa trong hình này. Các em sẽ thấy rằng là gen điều hòa có chức năng đó là phiên mã và dịch mã để tạo ra được protein ức chế. Như vậy đáp án đúng trong câu hỏi này là đáp án B. Chúng ta sang câu hỏi số 3. Trong cơ chế điều hòa hoạt động của Oberon-Lock, sự kiện nào sau đây diễn ra cả khi môi trường có đường lactose và khi môi trường không có đường lactose? A. Một số phân tử lactose liên kết với protein ức chế. B. ARN polymerase liên kết với vùng khởi động của Oberon-Lock và tiến hành phiên mã. C. Các gen cấu trúc giấy IA phiên mã tạo ra các phân tử ARN thông tin tương ứng. D. Gen điều hòa tổng hợp protein ức chế. Chúng ta xem lại nội dung về cơ chế điều hòa hoạt động của Oberon-Lock. Chúng ta có thể thấy rằng là gen điều hòa R đã tổng hợp protein ức chế ngay cả khi môi trường không có và cả khi môi trường có đường lactose. Như vậy đáp án trong câu hỏi này chúng ta chọn đó sẽ là đáp án D. Gen điều hòa R tổng hợp protein ức chế. Câu hỏi số 4. Khi nói về hoạt động của Oberon-Lock ở vi khuẩn E. coli, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? Phát biểu thứ nhất, nếu xảy ra đột biến giữa gen cấu trúc A thì có thể làm cho protein do gen này quy định bị bắt hoạt. Đây là một nhận định đúng, bởi vì đột biến xảy ra có thể làm cho protein không thể thực hiện được chức năng. Nhận định thứ hai, khi protein ức chế liên kết với vùng vận hành thì các gen cấu trúc giấy IA sẽ không được phiên mã. Đây là nhận định chính xác, bởi vì protein ức chế liên kết với vùng vận hành thì lúc đó enzyme ARN polymerase sẽ không tiến hành bám vào vùng B và khởi động phiên mã giấy IA. Nhận định thứ ba, nếu xảy ra đột biến ở gen điều hòa R làm cho gen này không được phiên mã thì các gen cấu trúc giấy IA cũng không được phiên mã. Đây là nhận định không chính xác, bởi vì nếu không có protein ức chế do gen điều hòa R tổng hợp ra thì lúc này giấy IA sẽ tiến hành phiên mã được do hoạt động của enzyme ARN polymerase. Nhận định thứ tư, khi môi trường không có lactose thì protein ức chế do gen điều hòa R quy định vẫn được tổng hợp. Ta thấy rằng là gen điều hòa R sẽ hoạt động cả khi môi trường có và không có đường lactose. Như vậy, nhận định thứ tư này cũng là nhận định đúng. Và yêu cầu của đề đó là có bao nhiêu phát biểu đúng. Cho nên đáp án chúng ta chọn sẽ là đáp án C, có 3 phát biểu đúng. Chúng ta sang nội dung ôn tập thứ hai, đột biến gen. Đột biến gen là gì? Đột biến gen ở đây chúng ta quan tâm đến đột biến điểm. Đó là những biến đổi trong cấu trúc của gen liên quan đến một cặp nô xảy ra tại một điểm nào đó trên phân tử ADN. Một khái niệm thứ hai đó là khái niệm thể đột biến. Thể đột biến là những cơ thể mang đột biến đã biểu hiện trên kiểu hình. Cô lấy ví dụ như sau. Gen A lớn quy định da bình thường, gen đột biến A nhỏ quy định da bạch tạng. Người có kiểu gen A lớn
thì da của họ sẽ bình thường. Người có kiểu gen A lớn A nhỏ, người này có da bình thường nhưng cơ thể của họ mang gen gây bệnh. Còn kiểu gen A nhỏ, người này sẽ biểu hiện ra bên ngoài là da bị bạch tạng. Và người mà vừa mang gen đột biến vừa biểu hiện trên chụp hình thì người ta gọi đây là thể đột biến. Đột biến điểm có 3 dạng cơ bản. Thứ nhất là đột biến thay thế một cặp nucleotide. Dạng thứ hai là đột biến mất một cặp nucleotide. Và dạng thứ ba là đột biến thêm một cặp nucleotide. Chúng ta cùng xem xét về sự thay đổi các chỉ số của gen sau khi bị đột biến so với trước khi bị đột biến. Thay thế một cặp nu có hai dạng, đó là thay thế cùng loại và thay thế khác loại. Đột biến mất một cặp nu có thể mất cặp AT, có thể mất cặp GX. Đột biến thêm một cặp nu có thể thêm cặp AT hoặc thêm cặp GX. Đột biến thay thế một cặp nucleotide xảy ra, tổng số nu cũng như chiều dài của gen sẽ không thay đổi so với trước đột biến. Đột biến mất một cặp nucleotide sẽ làm giảm 2 nucleotide và làm giảm tương ứng 3,4 axit trong. Đột biến thêm một cặp nucleotide sẽ làm tăng 2 nucleotide và làm tăng 3,4 axit trong. Đột biến thay thế một cặp nu sẽ có thể làm cho tổng liên kết hydro của gen đột biến không đổi hoặc thay đổi một so với gen bình thường. Còn đột biến mất một cặp nu sẽ làm giảm 2 hoặc giảm 3 liên kết hydro. Đột biến thêm một cặp nu có thể làm tăng 2 hoặc tăng 3 liên kết hydro. Đột biến thay thế một cặp nu cùng loại, tỷ lệ A cộng T trên G cộng X không đổi. Còn các trường hợp còn lại sẽ có thể làm giảm hoặc làm tăng tỷ lệ A cộng T trên G cộng X. Dựa vào bảng thay đổi về các chỉ số của gen sau đột biến so với trước đột biến này, các em có thể suy ra dạng đột biến. Cũng như từ các dạng đột biến, các em có thể biết được các chỉ số của gen sau khi bị đột biến. Bây giờ chúng ta sẽ xem xét sự ảnh hưởng của đột biến gen đến chuỗi polypeptide như thế nào. Các em cùng quan sát ví dụ sau. Cô lấy ngẫu nhiên một đoạn gen bình thường có 14 cặp nucleotide như trên hình. Qua quá trình phiên mã theo nguyên tắc bổ sung đã có được một đoạn ARN. Và tương tự như vậy, qua quá trình dịch mã đã tạo đưa ra được các axit amin trong chuỗi polypeptide. Đột biến đã xảy ra với gen này dưới dạng thay thế cặp nucleotide thứ tư là cặp AT thành cặp GX. Và sau đột biến, gen đột biến đã có sự thay đổi về trình tự nu ngay tại vị trí xảy ra đột biến. Và đột biến này đã làm thay đổi thành phần và trình tự của bộ ba này từ bộ ba TTX trở thành bộ ba XTX. Và qua quá trình phiên mã, vị trí bộ ba đột biến trên ARN cũng thay đổi tương ứng và axit amin cũng đã thay đổi tương ứng. Như vậy trong đột biến thay thế thì nó chỉ làm thay đổi thành phần và trình tự nucleotide của một bộ ba. Và bộ ba đột biến nếu như nó mã hóa khác loại axit amin so với bộ ba bình thường thì người ta gọi đây là dạng đột biến sai nghĩa. Lúc đó chuỗi polypeptide do gen đột biến tổng hợp so với chuỗi polypeptide do gen bình thường tổng hợp sẽ không có sự thay đổi về số lượng axit amin, nhưng về thành phần sẽ làm thay đổi một axit amin. Cũng có trường hợp là bộ ba đột biến mã hóa cùng loại axit amin với bộ ba bình thường, ta gọi đột biến này là đột biến đồng nghĩa. Và trong trường hợp đó thì chuỗi polypeptide do gen đột biến tổng hợp so với chuỗi polypeptide do gen bình thường tổng hợp sẽ không có sự thay đổi axit amin cả về số lượng và thành phần. Nhưng cũng có một trường hợp, đó là bộ ba đột biến trở thành bộ ba kết thúc. Và trong trường hợp này ta gọi đây là đột biến vô nghĩa. Và lúc đó chuỗi polypeptide do gen đột biến tổng hợp so với chuỗi polypeptide do gen bình thường tổng hợp sẽ ngắn hơn tương ứng ở vị trí đột biến. Chúng ta xem xét trường hợp tiếp theo, đó là đột biến thêm một cặp nucleotide. Trường hợp này, cô cho thêm cặp GX vào giữa cặp nu thứ 3 và thứ 4. Đây, vị trí cặp nucleotide thứ 3 và thứ 4. Thì lúc đó, gen đột biến sẽ có sự thay đổi trình tự nu từ vị trí đột biến cho đến hết gen.
Và qua phiên mã thì phân tử ARN có các codon cũng bị thay đổi tương ứng và các axit amin ở đây cũng bị thay đổi tương ứng. Như vậy đột biến mất hoặc thêm một cặp nu sẽ làm mã di truyền bị đọc sai kể từ vị trí xảy ra đột biến đến cuối gen và người ta gọi đây là đột biến dịch khung. Trong trường hợp này sẽ làm thay đổi trình tự axit amin trong chuỗi polypeptide và làm thay đổi chức năng của protein. Như vậy trong ba dạng đột biến thay thế một cặp nu, đột biến mất một cặp nu và đột biến thêm một cặp nu thì đột biến thay thế sẽ thường ít gây hậu quả nghiêm trọng hơn so với đột biến mất một cặp nu và đột biến thêm một cặp nu. Chúng ta trừ trường hợp đó là đột biến vô nghĩa, tức là xuất hiện bộ ba kết thúc. Nguyên nhân của đột biến gen đó có thể là do nhóm nguyên nhân bên ngoài hoặc bên trong cơ thể. Nhóm nguyên nhân bên ngoài ví dụ như tác nhân vật lý, tác nhân hóa học, tác nhân sinh học. Tác nhân vật lý bao gồm tia tử ngoại, tia phóng xạ hoặc là sốc nhiệt. Tác nhân hóa học ví dụ như các loại hóa chất như 5-bromuracin, nitrosometinure hoặc tác nhân sinh học ví dụ như các loại virus. Ngoài ra, đột biến có thể xảy ra do các nguyên nhân bên trong tế bào như rối loạn các quá trình sinh lý, sinh hóa nội bào. Như vậy, cho dù bên ngoài môi trường không có tác nhân đột biến, thì các gen trong cơ thể sinh vật vẫn tự đột biến. Cơ chế phát sinh ra đột biến đó là do chính các tác nhân đó đã gây ra những sai sót trong quá trình nhân đôi ADN. Các đột biến điểm ban đầu chỉ xảy ra trên một mạch, người ta gọi là tiền đột biến. Và các enzyme sửa sai có thể sửa sai để từ tiền đột biến trở về dạng ban đầu hoặc có thể trở thành đột biến trong các lần nhân đôi tiếp theo. Ví dụ, Bayer Nitro dạng hiếm gây kết cặp nhầm trong nhân đôi ADN như là guanine đã kết cặp nhầm với timin đã gây ra đột biến thay thế GX thành AT. Hoặc một loại hóa chất khi xâm nhập vào trong tế bào như 5-bromuracin, đây là một dạng đồng đẳng với timin, đã gây đột biến thay thế AT thành GX. Các em cần lưu ý một số đặc điểm của đột biến gen. Thứ nhất là tần số đột biến gen trung bình là rất thấp, chỉ từ 10^-6 đến 10^-4, có nghĩa là cứ 1 vạn đến 1 triệu giao tử được sinh ra, chỉ có một giao tử mang đột biến ở gen này. Đặc điểm thứ hai đó là tần số đột biến gen nó sẽ phụ thuộc vào loại tác nhân, cường độ liều lượng của tác nhân cũng như phụ thuộc vào đặc điểm cấu trúc của gen. Có những gen rất bền vững nhưng có những gen kém bền vững. Đặc điểm thứ ba, đột biến có thể xảy ra ở tế bào sinh dưỡng, có thể xảy ra ở tế bào sinh dục. Nếu xảy ra ở tế bào sinh dưỡng thì nó có khả năng truyền cho thế hệ sau bằng con đường sinh sản vô tính. Còn nếu xảy ra ở tế bào sinh dục thì nó có khả năng truyền cho thế hệ sau qua con đường sinh sản hữu tính. Hậu quả của đột biến gen có thể có hại, có lợi hoặc trung tính cho thể đột biến. Đột biến gen đa số là có hại bởi vì nó phá vỡ mối quan hệ hài hòa trong kiểu gen, trong nội bộ cơ thể và giữa cơ thể với môi trường đã được hình thành qua quá trình chọn lọc tự nhiên lâu đời. Tuy nhiên, người ta nhận thấy rằng đa số đột biến điểm thường vô hại cho cơ thể. Và giá trị của một đột biến phụ thuộc vào môi trường sống và tổ hợp gen mà đột biến đó tồn tại. Đạt trong môi trường này thì đột biến có thể có hại, nhưng đạt trong môi trường khác thì đột biến có thể tỏ ra có lợi. Cũng tương tự như vậy, đạt trong tổ hợp gen này, đột biến có thể tỏ ra có hại, nhưng đạt trong tổ hợp gen khác thì nó có thể tỏ ra có lợi. Cô lấy ví dụ một số bệnh ở người do đột biến gen gây ra, ví dụ như bạn thiếu máu hồng cầu hình liềm. Gen HBA là gen bình thường đã bị đột biến dưới dạng thay thế cặp TA bằng một cặp AT tại codon số 6 tạo ra gen HBS. Cả gen HBA và HBS đều tổng hợp chuỗi beta hemoglobin bình thường có 146 axit amin và beta hemoglobin đột biến cũng 146 axit amin. Tuy nhiên, đột biến thay thế diễn ra đã làm cho axit amin số 6 là glutamic trở thành axit amin số 6 là valine, làm cho hồng cầu bình thường có kiểu hình đĩa lõm hai mặt trở thành dạng hình lưỡi liềm, làm suy giảm chức năng vận chuyển oxy và CO2 của hồng cầu và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức sống của cơ thể. Bệnh thứ hai đó chính là bệnh bạch tạng. Các em nhìn trên hình, các em sẽ thấy là đây là một đứa trẻ bị bệnh bạch tạng, thì da, tóc, lông đều trắng. Những đứa trẻ này thường rất sợ ánh nắng. Một căn bệnh thứ ba đó là bệnh phenylketonuria do đột biến gen lặng gây nên, bệnh động kinh ở người do đột biến gen trong thi thể. Ngoài ra còn rất nhiều bệnh khác do đột biến gen gây nên.
Tuy nhiên ở đây cô chỉ giới thiệu 4 bệnh cơ bản. Đột biến gen có một vai trò rất quan trọng dù rằng nó có hại cho cơ thể. Đó là bởi vì đột biến gen đã tạo ra allele mới cho nên làm phong phú vốn gen của quần thể. Quần thể nào càng đa dạng phong phú về vốn gen thì quần thể đó sẽ càng dễ thích ứng với môi trường. Và đột biến gen chính là nguồn nguyên liệu sơ cấp cho chọn giống và tiến hóa. Thì trong tiến hóa, đột biến gen là nguồn cung cấp nguyên liệu chủ yếu so với đột biến nhiễm sắc thể, bởi vì đột biến gen ít ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức sống cơ thể hơn. Sau đây chúng ta sẽ cùng làm một số câu hỏi trắc nghiệm trong các kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia. Câu hỏi số 1. Khi nói về đột biến gen, phát biểu nào sau đây đúng? Khi các Bayer niter dạng hiếm xuất hiện trong quá trình nhân đôi ADN, thì thường làm phát sinh đột biến gen dạng mắc hoặc thêm một cặp nucleotide. Như vậy ta thấy qua ví dụ cô đã hướng dẫn, các em thấy rằng Bayer niter dạng hiếm, ví dụ như guanin dạng hiếm, đã gây ra đột biến thay thế cặp GX thành cặp AT. Như vậy nhận định A này là nhận định không chính xác. Ý B, trong các dạng đột biến điểm, dạng đột biến thay thế cặp nu thường làm thay đổi ít nhất thành phần axit amin của chuỗi polypeptide do gen tổng hợp. Đột biến điểm gồm có đột biến thay thế và đột biến mắc hoặc thêm. Đột biến thay thế chỉ làm thay đổi trình tự của một bộ ba, nhưng đột biến mắc hoặc thêm nó sẽ làm thay đổi trình tự các bộ ba kể từ vị trí đột biến cho đến cuối gen. Cho nên rõ ràng là đột biến thay thế nó sẽ ảnh hưởng ít nghiêm trọng hơn cho cơ thể sinh vật. Như vậy, đáp án B là đáp án chính xác. Đáp án C, tất cả các dạng đột biến gen đều có hại cho thể đột biến. Đây là nhận định không chính xác, bởi vì đột biến gen có thể có hại hoặc có lợi hoặc trung tính cho thể đột biến. Đáp án D, dưới tác động của cùng một tác nhân gây đột biến, với cường độ và liều lượng như nhau, thì tần số đột biến gen ở tất cả các gen là bằng nhau. Nhận định này là không chính xác bởi vì tần số đột biến gen nó phụ thuộc cả ba yếu tố. Thứ nhất là loại tác nhân, thứ hai là cường độ liều lượng của tác nhân và thứ ba là phụ thuộc vào đặc điểm cấu trúc của gen. Cho nên nếu nói ở tất cả các gen là bằng nhau thì phát biểu này không chính xác. Như vậy đáp án chúng ta chọn trong câu hỏi này sẽ là đáp án B. Chúng ta sang câu hỏi số 2. Phân tử ARN thông tin được tổng hợp từ một gen bị đột biến có chứa 150 uracil, 301 guanin, 449 adenin và 600 cytosine. Biết rằng trước khi chưa bị đột biến thì gen dài 0,51 micromet và tỷ lệ A trên G bằng 2/3. Dạng đột biến ở gen nói trên là. Như vậy, các em xem thử, nó sẽ bị đột biến thay thế cặp GX bằng một cặp AT, hay thay thế một cặp AT bằng một cặp GX, hay là bị mất một cặp AT hay thêm một cặp GX. Chúng ta giải câu này. Dữ liệu của đề cho như sau: gen bình thường có chiều dài 0,51 micromet, tỷ lệ A trên G bằng 2/3. Và gen đột biến thì người ta lại cho phân tử ARN thông tin có cái số lượng từng loại ribonu như ở đây. Muốn biết được dạng đột biến xảy ra, các em phải biết được chỉ số thay đổi sau đột biến để các em có thể suy ra được dạng đột biến. Thì từ chiều dài của gen, chúng ta có thể suy ra được số nu với công thức. Số nu của gen sẽ bằng chiều dài chia 3,4 nhân 2 và kết quả ở đây là có 3.000 nu. Và số nu sẽ bằng 2A cộng 2G. Kết hợp 1 và 2, ta có thể suy ra được A của gen bình thường có 600 nucleotide, G của gen bình thường có 900 nucleotide. Từ dữ liệu ARN đột biến này, ta có thể tính được số lượng từng loại nu của gen đột biến. Trong đó, A của gen đột biến sẽ bằng RO cộng RA. Và RO cộng RA là bằng 150 cộng 449 và kết quả ở đây là 599 nucleotide. Tương tự như vậy, G của gen đột biến sẽ bằng RR cộng RX và RR của ARN là bằng 301, RX của ARN là bằng 600. Như vậy kết quả ở đây bằng 901 nucleotide. Tương xứng sự thay đổi, ta sẽ thấy rằng số A của gen đột biến nó sẽ giảm đi một nucleotide so với số A của gen bình thường. Còn số R của gen đột biến
nó đã tăng lên một nucleotide so với số rêu của gen bình thường. Như vậy thì đột biến thay thế đã xảy ra, và cụ thể đó là dạng thay cặp AT bằng một cặp GX. Vậy đáp án trong câu hỏi số 2 sẽ là đáp án B. Câu hỏi số 3. Gen A lớn ở sinh vật nhân sơ dài 408 nanomet và có số nucleotide loại thymine nhiều gấp 2 lần số nucleotide loại guanine. Gen A lớn bị đột biến điểm thành alen A nhỏ. Alen A nhỏ có 2.798 liên kết hydro. Số lượng từng loại nu của alen A nhỏ là, ở đây là có 4 đáp án và chúng ta giải ra xem thử đáp án nào là đáp án chính xác. Theo dữ liệu của đề ta có, chiều dài của gen A lớn là 408 nanomet và tỷ lệ thymine nhiều gấp 2 lần số guanin, có nghĩa là T bằng 2G. Và gen đột biến người ta cho dữ liệu số liên kết hydro. Như vậy muốn xác định được số nu của gen A nhỏ này thì các em phải biết được dạng đột biến, thì từ đó các em sẽ suy ra được. Từ dữ liệu của đề, chúng ta tính được tổng số nucleotide của gen A lớn, gen bình thường là bằng 2.400 nucleotide. Và 2.400 này sẽ bằng 2T cộng 2G. Từ 1 và 2, chúng ta tính ra được số nu loại A của gen A lớn bằng 800 nu và số nu loại G của gen A lớn bằng 400 nu. Số liên kết hydron của gen A lớn sẽ bằng 2A cộng 3G và kết quả là bằng 2.800. Các em nhìn thấy sự thay đổi số liên kết hydro sau đột biến là nó đã giảm đi hai liên kết. Như vậy đây là trường hợp mất một cặp và cặp này sẽ là cặp AT. Bởi vì dữ liệu của đề đã cho đây là đột biến điểm, cho nên ta có thể xác định chính xác đây là đột biến mất một cặp AT. Và khi mất cặp AT thì so với gen bình thường, số T của gen đột biến sẽ bị giảm đi một. Và số R thì vẫn bình thường bởi vì nó không có sự thay đổi nào cả. Như vậy, đáp án chúng ta chọn ở đây là A bằng T bằng 799 nu và R bằng X bằng 400 nu. Câu hỏi số 4. Gen D lớn có 3.600 liên kết hydro và số nu loại adenin chiếm 30% tổng số nu của gen. Gen D lớn bị đột biến thay thế một cặp AT bằng một cặp GX thành gen D nhỏ. Một tế bào có cặp gen D lớn D nhỏ nguyên phân một lần. Số nucleotide mỗi loại mà môi trường nội bào cung cấp cho cặp gen này nhân đôi. Dạng bài này vừa kết hợp đột biến gen và vừa kết hợp nội dung cơ chế nhân đôi ADN. Chúng ta xem thử môi trường nội bào đã cung cấp cho cặp gen này nhân đôi là bao nhiêu. Chúng ta cùng xem hướng dẫn giải. Theo dữ liệu của đề ta có, tổng liên kết hydro của gen D lớn là 3.600, trong đó A chiếm tỷ lệ 30% tổng số nu. Và đề cũng cho đột biến đã xảy ra, đó là đột biến thay thế cặp AT bằng cặp GX. Như vậy muốn xác định được gen D lớn D nhỏ khi nguyên phân môi trường đã cung cấp bao nhiêu thì chúng ta phải biết được số nu từng loại của gen D lớn và gen D nhỏ. Sau đó chúng ta sử dụng công thức quá trình nhân đôi. Vậy từ dữ liệu của đề, ta có thể tính được với A bằng 30% thì lúc đó R sẽ bằng 20% N. Chúng ta thế vào công thức của liên kết hydro, ta sẽ có được 3.600 sẽ bằng 2A cộng 3R. Và ta tính được N lúc này sẽ bằng 3.000 nu. Với N bằng 3.000 nu và A bằng 30% cũng như R bằng 20%, ta sẽ tính được R bằng X bằng 600 nucleotide, A bằng R bằng 900 nucleotide. Đột biến thay thế cặp AT bằng cặp RX, như vậy A sẽ giảm đi 1 và R sẽ tăng lên 1 sau đột biến. A giảm đi 1, A sẽ bằng 899 và R tăng lên 1, R sẽ bằng 601. Và khi cặp D lớn D nhỏ này nguyên phân một lần, có nghĩa là cặp gen này sẽ nhân đôi một lần. Do đó, chúng ta tính được A môi trường bằng T môi trường sẽ bằng A của gen D lớn cộng A của gen D nhỏ thừa số 2 mũ 1 trừ 1. Mũ 1 ở đây chính là số lần nguyên phân cũng như số lần nhân đôi. Và kết quả sẽ bằng chính số nu của hai gen đó và bằng 1.799.
Tương tự như vậy, ta có thể tính được số rê môi trường bằng số x môi trường bằng 1201 nucleotide. Và đáp án chúng ta chọn sẽ là đáp án D, A bằng T bằng 1799 và R bằng X bằng 1201. Như vậy trong tiết học hôm nay, cô đã ôn tập lại cho các em những nội dung còn lại của chủ đề cơ chế di truyền và biến dị ở mức phân tử. Hy vọng rằng tiết học hôm nay sẽ giúp ích được cho các em ôn tập để tham gia kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia sắp đến. Cảm ơn các em đã theo dõi và chú ý lắng nghe. Xin chào tạm biệt các em.